Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31 tháng 1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nam Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng. Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm ngày 31 tháng 1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C.